OSB Trivia 2021, game show đấu vui trực tuyến có thưởng với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Được dẫn dắt bởi 4 MC duyên dáng, Tinh Cảnh, Hoàng Phúc, Minh Triết và Thảo Nhi, với tổng giải thưởng đầy hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng. Và gồm 3 đêm chơi mỗi tuần: Friday Funky, Saturday Slay và Sunday Funday. Chương trình đã ghi nhận hơn 4.300 lượt tham gia cùng với 91 người thắng cuộc. Tổng giải thưởng hiện kim đã trao lên đến hơn 9 triệu đồng. Hơn 3 triệu đồng đóng góp cho quỹ ISP Together We Share. 156 người chiến thắng vòng quay may mắn. Group Facebook tới công chuyện với Trivia Arena với gần 1.000 thành viên và hơn 100 bài viết. Drama's Night presented by WeTV. Bingo game lần đầu tiên được xuất hiện tại đêm Night of Rhythm đã thu hút hơn 253 lượt tham gia. Mọi người ơi, chị Năm có tính thông báo một điều rất tuyệt vời cho em hôm nay. Đó là chúng ta đã đạt được mốc số 2, 400 người chơi trong Browser rồi. Những màn kết hợp độc đáo với những câu lạc bộ đình đám đến từ UEH và viện ISP như Red, Apple, Lõng Club, ISP Basketball Club và ISP Gavel Club, cùng sự xuất hiện và dẫn dắt của 5 MC khách mời đầy màu sắc và lôi cuốn tại Collaboration Days, kết hợp cùng 4 MC đến từ ISP Event Team đã tạo nên những màn tung hứng đầy nghệ thuật, mang đến một bầu không khí mới mẻ cho chương trình. ISP Event Team xin chân thành cảm ơn các bạn đã góp phần tạo nên thành công của Trivia Arena. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa.